không còn thương thì hãy nói ra một lời, đừng để trong tim có thêm ngày em nhung nhớ, đừng để đôi ta nếu kéo nhau cho thêm buồn. Khi đã không xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD và cảm ơn toàn bộ anh em đã tham khảo những cái video clip của bên cửa hàng. Thì hàng ngày thì bên cửa hàng sẽ đăng tải cho anh em những cái mẫu đẩy bãi từ những cái dòng đẩy công suất hai kênh hay là nhiều kênh, từ phân khúc sò sắt hay là sò than, và từ những cái phân khúc tầm hàng bình dân hay là hàng trung hay là hàng tầm cao cho anh em. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục cửa hàng có test những chiếc đẩy thương hiệu của NUB và cái mã sản phẩm là R1000. Thì với phân khúc này thì công suất nó đạt 600W trên một cân ở trở kháng 8 ôm với phân khúc chơi gia đình và giá thành rất là hợp lý cho anh em. Thật sự với anh em là nếu anh em bỏ ra số tiền trên 3 triệu để mua một chiếc cục đẩy nó đẹp như này thì anh em hoàn toàn xứng đáng để mua những chiếc cục đẩy này. Và đây là một trong những cái thương hiệu và cửa hàng cũng lên đường cho anh em rất là nhiều. Thương hiệu của NUB, một trong những thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, và với cái lô sản xuất hàng này thì nhà máy của nó có dây chuyền đặt ở Trung Quốc anh em nhé. Thương hiệu NUB, mã sản phẩm R1000, thì với giá thành của nó là 3.300.000. Nếu anh em cần những cái mẫu này, anh em chỉ cần alo thì đến anh em có thể test nhạc thử hàng, không anh em thanh toán tiền, nó rất là ok luôn. Với những cái sản phẩm của bên cửa hàng khẳng định với anh em là từ về cái chất nhạc hay là từ về cái hình thức, từ về cái linh kiện thì cũng đảm bảo cho anh em bao zin bao xịn cho anh em. Cũng cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng và chốt đơn những cái sản phẩm này. Thì đây là những cái nội thất của con máy này, thì cửa hàng đã mở nắp ra để quay trực tiếp cũng như là giới thiệu chi tiết cho anh em những cái sản phẩm đẩy bãi dòng công suất 600W chơi gia đình. Với phân khúc này thì anh em có thể đánh được một cặp loa 30 và một cặp loa 25 loa nằm, thì với phân khúc chơi gia đình như thế là rất là hợp lý rồi. Mà hình thức những chiếc cục đẩy này thì nó đẹp từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Thì đây anh em thấy là con này thì nó mặt phay nhôm đằng trước rất là dày, anh em thấy là chưa thấy một con đẩy nào mà cái mặt phay nhôm mà nó lại dày như này, nó rất là xịn sò luôn. Và nó có những cái khe rãnh được phay CNC nha anh em nhé, chỉ những cái hãng đẩy xịn thôi thì nó mới làm rất là chi tiết như này. Con này thì sử dụng hai kênh độc lập, có thể đánh Branel này, Sitte hay là Brit cho anh em đánh chập kênh rất là ok. Thì với con này thì hàng nó đẹp xuất sắc anh em nhé, hàng đẹp xuất sắc anh em, từ những cái tấm phay nhôm thì nó chỉ lấm tấm một tí ti thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Thì đây là toàn cảnh nội thất, thì cửa hàng đã mở nắp ra tiện quay cho anh em luôn. Sử dụng hai quạt gió đằng trước nhé, hai quạt gió đằng trước, quạt này cực kỳ là êm và có nguồn biến áp tổng khoảng 17 cm. Dung lượng con này thì nó sử dụng 4 tụ lồng nguồn nha anh em nhé, 4 tụ lồng nguồn, có nghĩa là cái bo này nó sẽ sử dụng cho những phân khúc là công suất lớn hơn thì nó sẽ để chờ thêm phần thêm tiếp 4 con tụ nữa. Đấy, có nghĩa là những cái lô này thì nó sản xuất theo lô ở những cái phân khúc sử dụng công suất 600 này, 800 hay là 1000 thì họ sẽ để chờ ra và họ để chờ cả sò ra. Có nghĩa là khi con nào mà cái hãng ấy nó muốn làm thêm thì họ sẽ thêm sò vào đây và thêm linh kiện vào đây. Nó thảm một cái bo suất. Đấy mới gọi là công ty anh em nhé, hàng xịn cho anh em như vậy.
Thì với con này thì nó sử dụng cho anh em là 12 xò chính này, mạch class H có bù áp này và hệ thống dàn xò thúc này. Rất là nhiều. Đấy. Và tụ của nó thì rất là phẳng luôn. Hàng thì đối với đẩy bãi của bên cửa hàng, từ những cái dòng đẩy mà nó giá thành nó bình dân hay là giá thành tầm cao thì cửa hàng cũng rất là kỹ tính trong cái vấn đề chọn mặt hàng. Đấy, chọn thứ nhất là chọn về chất âm. Đẩy đẹp nhưng mà chất âm phải hay anh em nhé, chất âm phải hay. Và đẩy đẹp là thế nào? Đẩy bãi thì thực ra chia sẻ với anh em là nó đã qua sử dụng, nó đã qua sử dụng, nhưng quan trọng là cái mức độ sử dụng của như thế nào và cái linh kiện của nó bên trong nó còn đẹp được bao nhiêu phần trăm. Đấy. Anh em nào gọi thì một lát nó sẽ gọi cho anh em nhé. Thì con này thì hàng thì bên cửa hàng quay trực tiếp review, quay như thế nào thì khi gửi cho anh em nó sẽ là như vậy nhé. Hàng thì bao zin bao xịn cho anh em. Đằng sau thì đây, con này thì nó có chế độ nguồn rời. Nguồn rời hai đường vào và hai đường ra, cả đường new trick. Đây này. Đây là cái tem của nó vẫn còn. Khi về thì cửa hàng mở ra kiểm tra tất cả để xem là cái mức độ đẹp của nó như nào, hay kiểm tra hàng nó còn zin không. Đấy. Và vẫn còn cái tem ốc. Nói chung là sử dụng rất ít cho anh em luôn. Thì với cái lô sản phẩm này thì cửa hàng hàng ngày vẫn test cho anh em lên đường. Và những cái mã này thì phải nói với anh em là nó cực là đẹp. Thì giá thành của nó là 3.300.000. Anh em có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp tới số máy cửa hàng. Những chiếc đẩy bãi Mỹ NUB công suất 600W trên kênh ở trở kháng 8 ôm đang có giá cho anh em 3.300.000. Và số máy cửa hàng là 0396 855 899. Cảm ơn tất cả anh em đã theo khảo và theo dõi nhé.